Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, có một cô sinh viên luôn chạy đua với thời gian để không bỏ lỡ chuyến xe buýt nào đến trường. Em tên là Nguyễn Thị Huỳnh Nhi, hiện em đang là sinh viên năm nhất khoa kế toán kiểm toán trường Đại học Tài chính Marketing ạ. Sớm thiếu vắng tình thương cha mẹ. Nhi nó ở từ năm lớp 3 tới giờ, mẹ nó ly hôn rồi gửi nó đây, có gì ăn nấy vậy, khó khăn dữ trời lắm. Chọn học tập là cách để thay đổi tương lai. Em Nhi, mặc dù có hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng mà cái tinh thần vượt khó của em rất là tốt. Câu chuyện về cô sinh viên chăm chỉ, giàu nghị lực Nguyễn Thị Quỳnh Nhi sẽ được kể như thế nào trong chương trình tuần này? Kính mời quý khán giả đón xem Thắp Sáng Niềm Tin 16h40 thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1.